we sail a little bit higher. Quá gần
Rồi, kính thưa quý vị, và bây giờ thì tất cả các diễn viên sẽ được dùng nhân thật lẹ. Tình thương của tất cả quý vị sẽ là động lực cho Hà Bổng Đoàn rất là nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị một lần nữa. Và đêm nay thì lượng khán giả cũng khá là đông, cho nên có điều chia sơ sót. Chúc mong quý vị lần thứ bỏ qua quý vị nha. Và ngay bây giờ, quý vị ơi, ai chưa bỏ thăm vô thùng để bốc thăm trúng thưởng, quý vị chạy thật nhanh thật lẹ lên sân khấu đi quý vị. Dạ, bỏ vô bốc thăm trúng thưởng liền. Em cũng mời một khán giả bất kỳ lần đầu tiên đến với đoàn cũng được, đến nhiều lần cũng được, bước lên sân khấu để bốc thăm cho tất cả quý vị. Người may mắn sẽ nhận qua một con gấu lớn giúp cho Bổng Đoàn ha. Rồi, còn ai đâu mà ai chưa bỏ không, chạy lên bỏ giùm em nha. Tại vì đợi lên con bỏ điện thoại hả, bỏ cho đi cưng. Rồi nè, cái này bỏ chưa, bỏ em luôn đi. Để lên. Dạ, cái bé tặng á, cái bé có cái chữ tặng thì đừng có bỏ vô nha, để dập cuối mình dò nha. Bỏ giấy tặng là xong luôn đó. Rồi xong chưa quý vị dạ. Rồi ngay bây giờ, kính thưa quý vị, vòng đoạn cuối cùng đã trả cuối cùng dù bà con cô bác mình. Quý vị thân mến, đừng quên lịch diễn của đoàn đưa tôi Sài Gòn Tân Thời vào thứ 6, thứ 7, chủ nhật tuần sau quý vị nha. Dạ, đặc biệt vào ngày 2 Tây, và ngày 2 Tây là đêm dấu ấn của ca sĩ Hùng Cường. Ngày 31 tháng 10 là Valentino, dạ Halloween night thú vị. Với tác phẩm là một cái iPhone 11 dành cho tất cả quý vị vòng đặc biệt. Kèm theo đó từ 4 giờ tới 5 giờ đoàn sẽ có cuộc thi hóa trang dành cho tất cả quý vị khán giả lần đầu tiên đến với đoàn. Và với tổng giải thưởng là 6 triệu đồng cho cái giải hóa trang quý vị nha. Còn cái giải đặc biệt của đêm Halloween night á là cái iPhone 11 cùng với những phát quyên rất là sôi động của đoàn đội tôi Sài Gòn Tân Thời. Rất mong quý vị sẽ chào đón vào đêm 31 tháng 11. Tiếp theo là thứ 6, thứ 7, chủ nhật tuần sau tháng 10. Dạ, tôi cũng lên đèn phòng vụ luôn. Đặc biệt vào ngày 2 đó quý vị, là tối thứ 7, nhớ là tối thứ 7 thì là đêm dấu ấn của ca sĩ Hùng Cường. Vậy ai là người đến thì mọi người đến thật đông để anh ấy có thêm động lực tiếp lửa cho anh ấy trong cái đêm diễn đặc biệt đó quý vị nhá. Rồi ngay bây giờ quý vị đã xếp vé hết chưa, bỏ vô đi ạ. Dạ, vòng này là bốc thăm may mắn, mang tiếng là bốc thăm may mắn, nhưng nó hỗ trợ cho đoàn ở cho các cô lao công là đỡ phải dọn cái phần mà vé mà quý vị bỏ ở dưới đất đó quý vị, là mình gom lại vậy là mình được một vòng rồi. Cho nên là thật ra là ý nghĩa của nó là vậy, giúp đỡ cho hai cô lao công rất là nhiều. Cho nên rất mong quý vị có sự ủng hộ nhiệt tình ha, mình bỏ vô cái làm này cho nó gọn giùm em. Rồi cứ bỏ vô đi, em sẽ bốc thăm thưởng ngay bây giờ cho tất cả quý vị. Trời, bà kia mà chị chạy có tầm hết sức, chạy quá trời quá đất luôn. Từ từ chị ba ơi, đó đổ vô ơi. Rồi xin mời một khán giả có kịp với bốc thăm giùm em được không ạ? Có ai phải xung phong không? Mời anh trai đó, đẹp trai luôn. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ dạ, còn ai chưa bỏ thăm chưa? Dạ từ từ em đang đợi mà, cho nên chạy lên giùm em ha. Rồi gom lại đi ha. Dạ, vé vòng loại cuối đang hương quả còn 3 giấy chó, quý vị ủng hộ liền tình giùm Bổng Đoàn quý vị nha. Như quý vị cũng đã thấy thì tất cả các diễn viên phải nỗ lực hết mình, là suốt một đêm diễn 4 tiếng đồng hồ, vừa hát vừa diễn và chạy đi bán vé, quý vị thấy ai cũng ướt mồ hôi hết, nhằm mà mang lại tiếng cười hạnh phúc cho quý vị. Cho nên rất mong và cái sự ủng hộ của các quý vị là động lực cho chúng em. Mỗi lần ấy chỉ có 10 ngày thôi, vòng loại chó phía bên đây nè. Quả ơi quả đó, chạy đó quý vị thấy không, mặc đồ quân sĩ nhưng cũng vẫn cố gắng mang một đôi giày cao gót cho để cho nó lẹ. Dạ, máu thì nó đập lắm rồi mà có cái là bộ xương nó ngang quá không đi chuyển giới được, cho nên là hết chịu thôi. Má ơi, nhìn mặt của má người ta không dám bỏ thăm vô kìa. Bỏ vô đi anh. Dạ, 11 giờ rồi đó má ơi. Đó, lẹ lên lẹ phá, bỏ xuống cưng. Đó, coi con, dạ còn thăm nữa đây. Dạ, bỏ vô giùm em. Còn ai không nữa cái gì, còn ai chưa bỏ thăm cái gì. Dạ, nếu mà hết rồi thì ngay bây giờ sẽ mời anh trai. Dạ, anh giơ hai cái tay lên. Dạ, mỗi bên hai chỉ vàng, chứ không có thăm nào hết trơn. Giơ lên, quay. Rồi, không có nha. Rồi, dương cách vàng, rút lui. Má ơi má, má có thăm không mà má dành dữ vậy. Rồi, vô trộm lên. Đừng có che, bỏ vô ấy lại em. Hả, tốt rồi hả? Mày che làm chi vậy, để cho bà con người ta thấy nguy hiểm. Anh bỏ xuống ấy lại đi. Trộm lại em, đừng có che cưng. À, mày che con mắt ổng chứ đừng có che cái camera. Trời ơi trời, nhìn đẹp đẹp quá, trang ngu cái xong nó ngu heo luôn cái trời. Rồi bây giờ anh đọc cho em họ và tên kèm theo ba số điện thoại cuối nha. Nguyễn Ngọc Hiền 078. Chị Nguyễn Ngọc Hiền còn ở đây không ạ? Giơ tay giùm em ạ. Có ạ. Dạ, rồi dạ. Xin mời lên sân khấu giùm ạ. Dạ, em là Nguyễn Ngọc Hiền ạ. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều, tặng anh vé một lời chúc chót nha. Rồi lớp kia, kia. Dạ, anh ơi, em là Nguyễn Ngọc Hiền. Không, nhìn mặt em có hiền miếng nào trên tóc thì rồi. Rồi
bây giờ chào ông Nguyễn Ngọc Hiền là con á hả? Rồi bây giờ con đọc đi, chào tưởng con gái mà kêu bằng chị luôn. Không. Nè khúc này bị gây cấn nè. Nói cho được nghe chưa? Dạ gọi cố lên đi. Trời Phật ơi, tại là mẹ người ta. Trời không nhớ số điện thoại của mẹ người ta. Nhớ không, nhớ không? À, 078. Đúng rồi, 078 là con đọc đi. Đọc đi. Không nhớ rồi. Khoan nha, đừng bây giờ nha, mày nói ra được nha. Nói thật bây giờ. Đó, chủ nhân lên, chủ nhân thiệt lên. Sợ nó chạy. Nó sợ nó chạy lên. Rồi, con mời cô Hiền. Nè, đây mới là Nguyễn Ngọc Hiền nè. Phải không? Phải cô? Rồi, cô đọc giùm con số điện thoại nha. 066578078. Nguyễn Ngọc Hiền 0766578078. Xin chúc mừng. Xin chúc rồi. Cho cái Hiền nhà có tay nha. À vậy hả, con trai, con trai lại đây. Con trai lại đây đi. Rồi cháu con gấu nè, bây giờ rồi, con gấu nè, con thích con gấu nè, con cứ chọn, không sao hết á. Không, cái này còn là con quỷ nha con đừng có chọn nó. Có chọn con này hả? Đó, nó phình ra mặt. Rồi, chúc mừng con nha. Rồi, cảm ơn con và cô Hiền rất nhiều. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ vòng loại cuối cùng, ai có biết chúng ta thì mắc về sản phẩm đầu dò số gì ơi? Con số gì ra số số gì đây? Ai sẽ được tình đời như để con số mấy? Trời cho học chúng là trò chơi. Cô bạn gần xa lại đây mà nghe kia số. Kia số rồi ô cho trẻ đi dồn vô. Mấy gì đa, lấy gì đa, số gì đa, bốn gì đa. Đã khuya rồi gần mùi đêm cao. Đêm một hồi thấy mình tào lao. Bốn mười sáu số đầu tiên. Bốn mười sáu mấy gì ra mấy gì ra cô cậu gì ra cơ. Thưởng trong
ở trên góc đâu ạ, dơ lên giùm em. Dạ một người mà đi một mình là trên 5 vé đâu. Dạ bộ đoàn sẽ bắt đầu xuống hỗ trợ dò tiếp cho tất cả quý vị nha. Là xin mời tất cả các anh chị và nghệ sĩ sẽ hỗ trợ dò tiếp. Rồi 15 chiều kim qua có 1, 36, 48, số 4, hợp lệ 9, 8, 5, hợp lệ xin chúc mừng chủ nhân đầu tiên và chủ nhân thứ hai trời đẹp trai quá. 15, 36, 48, số 4, hợp lệ và 990 hợp lệ xin chúc mừng. Rồi chủ nhân tiếp theo 15, 36, 48 và số 4, hợp lệ 1, 2, 3, 5 và 1, 3, 2, 5 hợp lệ xin chúc mừng. Rồi ngay bây giờ xin mời bắt đầu quay số. Thưa quý vị và quý vị ơi, ai mà có trên 5 vé đó mà đi có một mình đó thì giơ tay dùm cho bổng đà tụi em xuống dò vé tiếp cho tất cả quý vị ạ. À.